Bài viết ngày hôm nay mình sẽ review bếp đôi điện từ hồng ngoại Sanhao SSB 8609 giá bao nhiêu? Mua ở đâu? Có tốt không? Xem hết video này để rõ hơn nhé. Đừng quên bấm like, share hoặc comment nếu bạn thấy video này hữu ích. Nếu bạn quan tâm về sản phẩm vui lòng để lại số điện thoại dưới phần bình luận video này nhân viên tư vấn bên phía nhãn hàng sẽ liên hệ lại tư vấn cho bạn miễn phí thương hiệu, săn hao, xuất xứ, Trung Quốc, trọng lượng 8,4 kg, màu sắc đen, điện áp, 220 đến 240 W. Công suất bếp bên trái, 2000W, công suất bếp bên phải, 2000W, tổng công suất 3600W, cấu tạo sản phẩm. Chất liệu mặt bếp kính cao cấp, độ dày mặt bếp 4mm, số vùng nấu, 2, chất liệu mâm hồng ngoại. Hợp kim, chất liệu mâm từ, đồng, kích thước mặt bếp 700 x 400mm, kích thước sản phẩm. 700 x 400 x 90 mm kích thước cắt đá, 655 x 365 mm bảng điều khiển, cảm ứng, loại nồi thích hợp. Mọi loại nồi chảo có đáy phẳng, hẹn giờ, có khóa an toàn, có, bảo hành, 36 tháng, đặc điểm nổi bật. Mặt kính cao cấp chịu lực chịu nhiệt tốt, làm nóng nhanh gấp 2 lần bếp thường, bảng điều khiển cảm ứng hiện đại. Tự động ngắt khi quá nhiệt, chế độ hẹn giờ, khóa trẻ em tiện lợi, bạn nên đặt mua sản phẩm trực tiếp từ website nhà sản xuất. Đặt mua từ website nhà sản xuất bạn sẽ được hưởng các chương trình ưu đãi quà tặng kèm cũng như là được giảm giá và đảm bảo mua được sản phẩm chính hãng đảm bảo chất lượng. Các bước mua sản phẩm như sau, click đường dẫn liên kết bên dưới mô tả của video này để chuyển sang website nhà sản xuất. Để lại thông tin liên hệ, chuyên gia bên nhà sản xuất sẽ gọi lại ngay cho bạn để tư vấn chi tiết về sản phẩm. Sau khi tư vấn xong nếu bạn thấy sản phẩm phù hợp thì xác nhận đặt hàng. Bạn chỉ phải thanh toán sau khi nhận được hàng tại nhà. Nếu vẫn còn những thắc mắc về sản phẩm, đừng do dự hãy truy cập website nhà sản xuất và để lại tên và số điện thoại liên hệ. Nhân viên tư vấn sẽ trao đổi giúp bạn giải đáp mọi thắc mắc về sản phẩm, lưu ý, hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm làm giả kém chất lượng. Không đạt được hiệu quả thực sự như hàng chính hãng, để có thể mua được sản phẩm chính hãng tránh những sản phẩm giả mạo trôi nổi trên thị trường, mình khuyên các bạn hãy đặt mua qua website chính thức để có thể yên tâm nhất về chất lượng sản phẩm cũng như giá cả đã được niêm yết.